Ok, hello mọi người, chào mọi người đến với chương trình của mình. Hôm nay mình lại quay trở lại với tựa game Neon ASB. Thì ở tập trước thì mình đã đi tới tầng 3 rồi. Hôm nay thì mình sẽ tiếp tục cái đây. Tiếp tục chỗ này và mình sẽ có hai bản đồ này. Mình nhặt được một khẩu súng ở tập trước thì mình nhặt được một khẩu súng khá là mạnh. Quá này khá là trâu cho nên là mình phải cẩn thận. Này để chính mình mở rương. Hiện tại thì mình có 5 trái tim rồi. Rất là khó đây. Hôm qua này khá là trâu rồi. Mình sẽ khá là vất vả để tiêu diệt cùng bọn nó. Khó lắm này, vào luôn. Nhưng mà khó thì mình sẽ nhiều phần thưởng. Tăng sức mạnh súng mọi người. Đó, mình sẽ đi nhận máu đây. Qua bên kia nhận thêm cục máu nữa là mình sẽ gần như đầy máu. Ok, chỉ còn một cái tim thôi, cố lên. Hy vọng mình có tim. Ok, không có trái tim cũng được. Súng mày bây giờ mạnh quá mọi người, bá đạo quá. Ôi, mình bị mất một máu xàm thật chứ. Sao mình có thể mất một quả máu ở đây? Có một cái trứng này, một trứng luôn. Mất quả máu cay thật đấy. Lấy cái tài lại bó rồi. Cái gì trời, ủa súng của mình bây giờ à, giận mạnh tự nó yếu lại chứ. Chiếc nữa giờ nó bắn bậy rồi.
lên 3 luôn rồi, ngon kìa. Con Crush Baby lên 3 luôn. Kiếm thêm rồi chút quay lại mua. Ở trên này có thêm một cái lối đi nè. Đó này nó quay lại, người ta lẹ vậy. Đây gì đây đi. Mình chưa đi hướng ở trên này ok. Hy vọng sẽ có một đồng. Cái này là chỗ bán máu. Chỗ bán máu lấy đồ. Đấy, đây có máu nè, về đây lấy máu luôn. Thì lấy được cục máu này cũng được, cách có 1 đồng tiền. Mở này rồi, hay không có tiền, không có tiền, thôi không có tiền, thôi đi luôn. Ok, mình sẽ đi trong boss luôn. Mình thấy cái súng nó khá là xịn nhưng mà mình không có đủ tiền mua, vì nó là cay đấy. Ví dụ sao được, ở đây có một cái chìa khóa này, ta lấy chìa khóa luôn. Thôi đi luôn, đi boss, chìa khóa đéo gì nữa. Bot nhanh mà không có giáp, bot ốc kem bình. Ui khó né vậy. Ở đó mình nhảy lên là đẹp à, cố gắng tốn một máu thôi. Ui khó rồi các bạn. Bây giờ mình bá đạo quá đi. Bây giờ cái con của mình bây giờ bá đạo rồi, máu đầy luôn. Sức mạnh bây giờ vô xong, sức mạnh vô xong rồi, sức mạnh vô xong rồi. Từ 4 rồi. Ok. Quá mạnh. Quá bá đạo. Khá nhiều bom nè. Ok, lấy bom. Máu luôn á. Full máu rồi. Full máu mà còn có giáp nữa chứ. Bá đạo, bá đạo. Lực tấn công cũng khá là mạnh nữa. Ồ, nhìn lượng đạn mình bắn ra kìa. Bye bye.
xong rồi đó hả? Nhanh nếu chịu được. Ôi trời, lấy đồ rồi. Chưa lấy đồ rồi, được cái gì? Như tăng sức mạnh thì mấy cái này không biết cái này để làm gì nữa. Không gần, từ từ mình sẽ nghiên cứu sao. Sẽ ăn cái đồng tiền, làm sao để ăn cái đồng tiền đây trời. Có gì? Đi đường dưới trước đây. Dưới là gì? Trứng. Giáp. Ủa, hai giáp luôn. Ui, siêu châu bò luôn. Cố gắng được mất giáp sớm được. Càng ngày càng khó. Tiền không nhập được kìa. Mình cần tiền để sau này có gì mua đồ VIP nữa. Thì cái súng hồi nãy mình thấy VIP mà mình không mua được. Cái con quỷ này nó đẻ quả trứng khó chịu lắm. Mình giết nó trước. Ủa, trứng nó có nét cực kỳ luôn. Được một quả trứng rồi. Không biết là nở ra còn gì đây. Xuống đây luôn. Ủa, nó gì chứ vậy? Ủa, nhầm đường. Đi lên mới đúng. Nhầm. Đi xuống cũng có đường nữa nè. Đi bên này cũng có đường nữa nè. Rồi đi bên này trước đi. Đi bên này trước. Cứ đi hết một đường nữa. Ôi con quỷ này đẻ là khó né lắm. Rồi quá, gì hết chứ. Máu. Đầy máu rồi. Ây. Ui, đi mất giáp kìa. Đùa. Đảo ma thật đấy. Gì đây? Súng gì này? Chẳng thêm sức mạnh mọi người. Hết mở được cái đường này. Đi tiếp đi đường này còn đi tiếp được nữa. Rồi đi mua đồ. Ủa, súng gì đây? Súng này có nên mua không ta? Hay súng mình bây giờ mình thấy súng mình VIP lắm mà. Cho nên là mình không mua cái này là gì. Mua thử cái này thử luôn. Tăng cái crit trộn vậy. Cho nhắc súng mình bây giờ VIP rồi mà mình không cần. Không cần phải nâng súng nữa. Súng gần có thêm đầu đạn hạt nhân nữa. Bỏ VIP. Cái ấm trà gì vậy? Quá là nhiều bơm đi. Crystal, nhặt crystal. Boss à, tới boss rồi. Nhưng mà mình sẽ chưa không đánh boss vội. Mình cứ từ từ khám phá cái trứng hay quả trứng ngon. Ngon quá trời nhiều trứng rồi. Mình boss thì giờ dễ như chở bàn tay vậy mà. Bây giờ mình sẽ đi xuống đây mình lấy thêm đồ này. Mày khó này,
mà cũng khó này, cố gắng lên. Chắc chắn sẽ được phần thưởng ít đét súng cũng được. Ở trận hồi nãy mình được ít đét súng này. Ừ. Đúng đúng. Ra không sao nhỉ? Ui, mình không để ý. Mình không để ý cái tim này nha. Chết rồi, máu mình mất nhiều quá. Update súng ngon, ba tia luôn. Giờ mình sẽ đi hồi phục máu đi. Hồi phục máu ở đây có tiền rồi mình sẽ nhặt tiền. Ơi không ở đây không nhặt được tiền. Để ở đây mình xuống đây mình lấy đồ rồi gì đây? Người gì? Bánh kem gì đây? Chọn đồ hả? Ô, tự nhiên miếng hình khổng lồ luôn rồi. Ở đây mình sẽ nhặt máu ở đây. Dưới còn dưới con máu. Nhặt bánh mình miếng hình khổng lồ luôn rồi. Quá trời máu rồi, mình ăn bánh miếng hình khổng lồ luôn, quá trời máu luôn rồi. Đừng cấp biến thân nữa, siêu xe gian nữa. Được đấy, quất 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 quất. Oh yeah, gọt tóc tuyệt của gấu bọc. Nhiều bò lần này là hiếp tới gì cũng bị nước méo nữa gà. Khói từ nét mình to quá, mình có nét đây dạ không có chưa nữa nữa đùa. Không sao mình tắt được chắc biết rồi, hay quá. Lụm méo hổ. Bây giờ mình mạnh vãi linh hồn, tự nhiên mình biến thành con bự. Đã quá thì mạnh lắm rồi. Hy vọng là map này chúng mình bây giờ quý vị luôn. Ok, mình xin tạm dừng video này ở đây. Nếu các bạn thấy hay thì nhớ like và subscribe để ủng hộ mình, cũng như là muốn mình làm về tựa game nào hoặc là tiếp tục làm tựa game này thì ấy, comment phía bên dưới cho mình biết nha. Hẹn gặp lại mọi người video tiếp theo. Bye bye.